Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết Thanh Hóa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết tại khu vực Thanh Hóa có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt trung bình từ 24 cho đến 34 độ, độ ẩm trung bình 58%. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết các khu vực. Khu vực Mương Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, độ ẩm trung bình 31%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lạc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm trung bình 46%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, độ ẩm trung bình 32%. Khu vực Triệu Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định và Thiệu Hóa có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm trung bình 54%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương và Nông Công có mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm trung bình 65%. Thị xã Bỉm Sơn, mây thưa, trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 66%. Thành phố Sầm Sơn, mây thưa, trời nắng, nhiệt độ trung bình 25 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 73%. Thị xã Nghi Sơn, mây thưa, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 55%. Thành phố Thanh Hóa có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 58%. Vâng, bản tin dự báo thời tiết tới đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.